Tuổi 60, cẩn thận 6 dấu hiệu của vua ung thư. Ai không có sống cực thọ. Chào mừng quý khán thính giả đã trở lại với bờ tỉnh thức trong chuyên mục lời khuyên sức khỏe. Ung thư là một căn bệnh không còn xa lạ mà ai nghe đến cũng ít nhiều thấy sợ. Nhưng có một loại ung thư đáng sợ nhất và nó được mệnh danh là vua của các loại ung thư. Vì sao nói là vua? Vì một khi ai mắc phải thì đã nhận luôn án tử. Thời gian sống sót của hầu hết người bệnh chỉ khoảng một năm ngắn ngủi. Bệnh khởi phát rất âm thầm, một khi được phát hiện thì thường ở giai đoạn giữa và cuối. Vâng, chúng ta đang nói về ung thư tụy. So với tim, gan, lá lách, phổi và thận, tuyến tụy dường như có rất ít người để ý tới. Nhiều người thậm chí có lẽ còn không biết nó ở đâu. Cho đến khi đi khám bệnh, nhiều người đã sốc khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng bờ tỉnh thức đi tìm hiểu sự thật. Tuổi 60 cẩn thận dấu hiệu của vua ung thư. Sau khi xem xong video, quý vị sẽ có đủ kiến thức để nhận biết dấu hiệu, biết cách ăn uống và sinh hoạt thế nào để tránh ung thư tụy, để bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ của mình. Anh Trường năm nay 38 tuổi. Hàng năm anh đều tham gia khám sức khỏe định kỳ tại nơi làm việc. Anh yêu thích thể thao và luôn có sức khỏe tốt. Thế nhưng cách đây 2 tháng, anh thường xuyên bị đau bụng dai dẳng. Nghĩ rằng chướng bụng sau khi ăn chỉ là khó tiêu thông thường nên anh không để ý nhiều. Một tháng sau, người nhà phát hiện da và mắt của anh hơi vàng, cũng sút cân rất nhiều nên đề nghị anh đến bệnh viện để kiểm tra. Anh Trường đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát và điều trị thì được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Bệnh đã nặng và di căn gan lan rộng, khiến vàng da và tắc mật. Anh Trường bị sốc và không tin vào tai mình, và gia đình anh cũng không khỏi thắc mắc. Anh ấy đã tham gia một nửa chặng đua marathon cách đây 3 tháng. Anh cũng tập thể dục thường xuyên và có sức khỏe tốt. Vậy cớ làm sao anh có thể mắc bệnh ung thư tuyến tụy được? Bác sĩ trưởng khoa ung bướu giải thích rằng ung thư tuyến tụy khởi phát rất âm thầm. Về cơ bản rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu, vì một khi phát hiện sẽ ở giai đoạn giữa và cuối. Anh Trường tuy thường xuyên tập thể dục nhưng lại hút thuốc lá lâu, thường xuyên thức khuya, ăn nhiều dầu mỡ và tập luyện quá sức. Có lẽ thói quen sinh hoạt không tốt đã khiến anh bị ung thư tụy nhắm tới. Vì bệnh được phát hiện ở giai đoạn cuối và đã di căn rồi nên không có cơ hội phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị. Bây giờ, các bác sĩ chỉ có thể điều trị triệu chứng, hỗ trợ để giảm thiểu đau đớn và kéo dài sự sống được ngày nào tốt ngày đó. Bác sĩ cũng khuyên mọi người hãy cẩn thận với thói quen ăn uống sinh hoạt và chăm sóc tuyến tụy để có thể sống lâu sống khỏe. Vậy tuyến tụy là gì? Vị trí ở đâu? Xin thưa, tuyến tụy là một cơ quan màu vàng dài khoảng 15 cm, hình dáng hẹp, nằm ngang, nằm phía sau và gần dưới dạ dày. Nó trải dài phía trước đốt sống thắt lưng thứ nhất đến thứ hai từ phải sang trái. Nó được chia thành 4 phần: đầu, cổ, thân và đuôi tụy. Do tuyến tụy nằm sâu và được bao phủ bởi dạ dày, đại tràng ngang và mạc nối phía trước nên các dấu hiệu sớm của thành bụng không rõ ràng. Và khi tổn thương tuyến tụy xảy ra khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn hơn. Ống mật chung thường đi qua giữa phần sau bên phải của đầu tụy và phần dưới của tá tràng. Do đó, khi đầu tụy to ra, có thể chèn ép ống mật chung. Từ đó, ảnh hưởng đến việc thải mật và dễ bị tắc nghẽn và bị bệnh vàng da. Do ống tụy và ống mật chung thông vào một đường ống và thông vào bóng tá tràng
nên khi bị sỏi túi mật chặn lỗ thông, lúc này dịch tụy không thể chảy ra ngoài trơn tru, gây ứ động, trào ngược và dễ gây viêm tụy cấp. Bạn phải biết rằng cơ quan khiêm tốn này mạnh mẽ đến mức ngay cả bác sĩ cũng bất lực. Sự hiểu biết của nhiều người về tuyến tụy đều xuất phát từ ung thư tuyến tụy, vì nó là vua của các loại ung thư. Đó cũng là lý do khiến nhiều người sợ tuyến tụy. Một số người hỏi rằng tuyến tụy có vẻ chỉ là phụ, không có chức năng, tại sao không cắt bỏ tuyến tụy, như vậy sẽ không còn mắc ung thư tuyến tụy. Trên thực tế, cách hiểu này là sai lầm, vì vai trò của tuyến tụy quan trọng đến mức ngay cả bác sĩ cũng bất lực. Vậy vai trò chính của tuyến tụy trong cơ thể con người là gì? Đây là cơ quan quan trọng trong cơ thể con người, có cả chức năng nội tiết và ngoại tiết. Tuyến tụy tiết ra một chất lỏng đẳng trương trong suốt, gọi là dịch tụy, là dịch tiêu hóa. Thành phần chính là các enzyme tiêu hóa khác nhau do tế bào nang tiết ra. Nước tiêu hóa này có thể trung hòa axit dạ dày, phân hủy và tiêu hóa chất đạm, chất béo và tinh bột. Ngoài việc dịch dạ dày tiêu hóa thực phẩm chúng ta ăn, nước tụy còn đóng vai trò chính trong việc tiêu hóa thức ăn. Sự bài tiết nội tiết tuyến tụy chủ yếu đến từ các đảo tụy, và mọi người sẽ quen thuộc với hormone insulin, glucagon, vì đây là những chất quan trọng kiểm soát sự cân bằng lượng đường trong máu, nhất là những người đã bị mắc tiểu đường hoặc tìm hiểu về căn bệnh này sẽ thấy tầm quan trọng của tuyến tụy ra sao. Vì vậy, nếu bạn muốn sống lâu sống khỏe, thì việc phát hiện sớm các triệu chứng tiềm ẩn về tuyến tụy là rất quan trọng với sức khỏe. Vậy thì, những bệnh thường gặp của nó là gì? Xin thưa, các bệnh liên quan đến tuyến tụy bao gồm các bệnh bẩm sinh ở tuyến tụy, viêm tụy cấp và mãn tính, u nang tuyến tụy, ung thư tuyến tụy, khối u nội tiết tuyến tụy. Trong số đó, viêm tụy cấp, viêm tụy mãn tính và ung thư tuyến tụy là phổ biến nhất. Thứ nhất là viêm tụy cấp. Bệnh này tương đối phổ biến và có nhiều nguyên nhân như phù tụy, xuất huyết, hoại tử và các tổn thương viêm khác do quá trình tự tiêu hóa của mô tụy. Các nguyên nhân thường gặp bao gồm bệnh lý đường mật, tức sỏi mật, rượu, vì người nghiện rượu dễ bị viêm tụy cấp, tắc ống tụy hay sỏi ống tụy, ăn quá nhiều, vì người ăn quá nhiều dễ mắc bệnh này. Từ đó, chúng ta nên chăm sóc cơ thể mình thật tốt, cố gắng không uống rượu hoặc ăn quá nhiều. Nếu bình thường không mắc bệnh thì không sao, nếu để mắc bệnh này thì chính chúng ta là người đau khổ nhất. Thứ hai là viêm tụy mãn tính. Nguyên nhân gây viêm tụy mãn tính rất phức tạp, chủ yếu bao gồm các bệnh về mật và ống tụy, rượu và suy giảm nội tiết tuyến tụy. Viêm tuyến tụy tiến triển mãn tính cục bộ hoặc lan tỏa, do những lý do này cũng đi kèm với tổn thương các chức năng nội tiết. Khi bị mắc viêm tụy mãn tính, thường gây ra các triệu chứng như đau bụng tái phát hoặc dai dẳng, tiêu chảy, sụt cân, vàng da và tiểu đường. Tiểu đường là một căn bệnh mãn tính với hàng trăm biến chứng đáng sợ. Nếu quý vị muốn phòng trị căn bệnh này, hãy vào kênh tìm video có tên Cầm nang phòng trị tiểu đường. Video này sẽ cung cấp tất cả những kiến thức đông tây y để cả đời không bị tiểu đường tìm đến. Thứ ba là ung thư tuyến tụy. Ung thư tụy hay ung thư tuyến tụy là loại ung thư xảy ra trong các mô của tuyến tụy. Chính các đột biến gen khiến tế bào tuyến tụy bị bất thường, phát triển không kiểm soát và hình thành khối u. Đây là một căn bệnh ít gặp nhưng lại nguy hiểm nhất. Cựu chủ tịch Steve Jobs, người sáng lập Apple, người tạo ra những chiếc iPhone, đã mắc phải căn bệnh này. Tuy nhiên, bệnh ung thư tụy mà Jobs mắc phải
được nhận định là phát triển chậm hơn ung thư thông thường và có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật. Nhiều chuyên gia ung thư cho rằng Steve Jobs có thể kéo dài cuộc sống của mình hoặc thậm chí sống sót nếu kịp thời phẫu thuật, hóa trị để ngăn ngừa căn bệnh ung thư phát triển. Tuy nhiên, bất chấp những lời cầu xin từ gia đình và bạn bè, Jobs đã trì hoãn phẫu thuật và hóa trị. Sau đó ông đã tìm tới các phương pháp khác như ăn chay, châm cứu, thảo dược và các liệu pháp điều trị khác tìm kiếm được trên mạng. Thậm chí, ông còn tham khảo ý kiến của các nhà ngoại cảm. Ông cũng chịu ảnh hưởng từ các lời khuyên ăn chay, uống nước trái cây và nhiều phương pháp chưa được chứng minh khác trước khi phẫu thuật. Cuối cùng, ông đã đồng ý phẫu thuật vào năm 2004. Sau cuộc phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu di căn của khối ung thư. Ông tiếp tục phải thực hiện một cuộc ghép gan vào tháng 4 năm 2009. Tuy nhiên, sức khỏe của ông ngày một đi xuống trước khi qua đời vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 2011. Việc qua đời khi mới ở tuổi 56 sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy khiến cả thế giới tiếc nuối cho ông. Do vị trí đặc biệt của tuyến tụy nên ung thư tuyến tụy có nguồn gốc từ biểu mô ống tụy. Tế bào phế nang tuyến tụy là những vị trí tương đối ẩn, khó chẩn đoán ở giai đoạn đầu. Cho nên thông thường khi xuất hiện triệu chứng thì chẩn đoán đã ở giai đoạn cuối, giai đoạn của bệnh ung thư. Hơn nữa, diễn biến của bệnh rất ngắn và nhanh chóng chuyển biến xấu đến tử vong. Rất hiếm người có đủ nhiều tiền để có thể chống chọi với bệnh được 8 năm như Steve Jobs. Dân, mọi người thử nghĩ xem, dù có giàu đến thế đi nữa thì cũng không thể chữa khỏi hẳn bệnh ung thư tuyến tụy. Các bạn có thể tưởng tượng căn bệnh này nguy hiểm đến mức nào. Và hai đồng nghiệp cũ của vợ tôi cũng đã chết vì ung thư tuyến tụy. Theo mô tả của cô ấy, từ khi phát hiện ra đến khi họ qua đời chỉ chưa đầy một năm. Cho nên mới thấy cuộc sống thật vô thường, đời người tưởng dài mà hóa ra lại ngắn ngủi đến vậy. Chúng ta bôn ba kiếm tiền, tranh giành nhau và thậm chí hãm hại nhau để đạt được mục đích. Nhưng rồi tất cả còn có ý nghĩa gì khi chúng ta phải ra đi? Đời người thật ngắn ngủi, nên hãy sống biết quý trọng từng phút giây và yêu chính bản thân mình. Với một chiếc điện thoại xịn thì 70% chức năng của nó chúng ta không dùng đến. Với một chiếc xe đắt tiền thì 70% tốc độ và các đồ phụ kiện là không cần thiết. Với một căn biệt thự thì đến 70% không gian là chúng ta không dùng đến. 70% quần áo trong tủ của bạn không được mặc tới. Cả cuộc đời làm việc thì đến 70% số tiền kiếm được là dành cho người khác tiêu. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ và tận dụng hết 30% còn lại cho chính mình bằng cách đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho dù không ốm đau, uống nhiều nước ngay cả khi không khát, học cách buông bỏ ngay cả khi đối diện với những vấn đề nghiêm trọng, học cách thỏa hiệp ngay cả khi bạn là người đúng, học cách khiêm tốn ngay cả khi bạn giàu có và có quyền lực, học cách bằng lòng ngay cả khi bạn không giàu, tập luyện thể thao ngay cả khi bạn bận rộn, dành thời gian cho những người bạn yêu thương nhất ngay cả khi bạn bị công việc cuốn đi. Vì đời người ngắn ngủi nên đừng mất thời gian với những thứ chẳng mang lại lợi ích cho bạn. Vì đời người ngắn ngủi nên hãy bao dung và tha thứ nếu có thể. Vì đời người ngắn ngủi nên hãy học cách tôn trọng người khác và bớt cầu toàn đi. Cuộc sống này là một tấm gương. Bạn cười thì nó cười, bạn chửi nó thì nó chửi lại. Vì đời người ngắn ngủi nên hãy sống thật với mình. Đừng quan tâm xã hội này nghĩ gì, đừng quan tâm người khác nói gì. Vì họ không có cho tiền hay mua cơm cho bạn ăn đâu. Đừng quan tâm những thứ cho đi sẽ nhận lại được gì
vì bạn đã nhận được hạnh phúc ngay lúc ấy. Cuộc sống này đời người rất ngắn ngủi, vì vậy hãy yêu bản thân mình trước và hưởng thụ nó một cách trọn vẹn nhất. Bởi vì chỉ khi bạn hạnh phúc bình an thì những người thân yêu quanh bạn mới có được điều đó. Vâng, bệnh ung thư tuyến tụy nguy hiểm như thế thì làm sao sớm phát hiện? Các triệu chứng ban đầu của ung thư tuyến tụy là gì? Xin thưa, nhiều triệu chứng báo trước của ung thư tuyến tụy cũng phổ biến với các bệnh khác. Và ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu có thể không nhất thiết phải có những dấu hiệu báo trước hoặc triệu chứng. Vì vậy, ung thư tuyến tụy thường được phát hiện ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên, nếu bạn có những triệu chứng sau, vẫn nên nhanh chóng đi khám để hiểu rõ tình trạng và phương pháp điều trị tiếp theo. Thứ nhất là vàng da. Hầu hết bệnh nhân ung thư tuyến tụy có các triệu chứng vàng da sớm. Nếu ung thư xảy ra ở đầu tụy, gần ống mật, khối u có thể chèn ép đường mật. Lúc này, mật không thể chảy xuôi xuống ruột non, bilirubin trong đó không thể bị phân hủy, có thể gây ra các triệu chứng vàng da và dẫn tới việc phát hiện ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, ung thư xảy ra ở giữa hoặc đuôi tụy sẽ không chèn ép các ống mật, trừ khi chúng phát triển quá lớn nên ít có khả năng được phát hiện. Ngoài màu vàng của lòng trắng mắt và da, các dấu hiệu khác của bệnh vàng da bao gồm nước tiểu sẫm màu hơn, phân nhạt màu hơn hoặc nhờn và ngứa da. Đau bụng và đau lưng. Ung thư nằm ở giữa hoặc cuối tụy có xu hướng phát triển nhanh chóng và bắt đầu chèn ép các cơ quan nội tạng xung quanh, gây đau đớn. Ung thư cũng có thể lan đến các dây thần kinh xung quanh tuyến tụy, gây đau. Thứ hai là sụt cân, kém ăn, giảm cân mà không do cố ý là triệu chứng thường do bệnh nhân ung thư tuyến tụy chán ăn hoặc không ăn được. Thứ ba là buồn nôn và nôn. Khi khối u tuyến tụy chèn ép vào dạ dày, nó có thể gây tắc nghẽn một phần dạ dày và khiến thức ăn khó đi qua. Từ đó, gây buồn nôn, nôn mửa và đau bụng dữ dội hơn sau bữa ăn. Thứ tư là túi mật hoặc gan to. Nếu ống mật bị chèn ép và tắc nghẽn bởi khối u tuyến tụy, mật sẽ tích tụ trong túi mật và làm cho túi mật to ra. Ngoài ra, sự lây lan của ung thư cũng có thể làm cho gan to ra. Thứ năm là cục máu đông. Trong một số trường hợp, cục máu đông ở tĩnh mạch lớn hơn, thường ở chân, có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư tuyến tụy. Các triệu chứng bao gồm đau chân, đỏ, sưng và tăng nhiệt độ. Khi cục máu đông dở ra và các mảnh dở di chuyển đến phổi, nó cũng có thể gây ra các trường hợp khẩn cấp như khó thở và đau ngực. Thứ sáu là bệnh tiểu đường. Trong một số trường hợp ung thư tuyến tụy, tế bào tuyến tụy bị ung thư xâm lấn. Điều này cũng có thể dẫn đến bệnh tiểu đường và có thể gây ra các triệu chứng ăn quá nhiều, uống quá nhiều và đi tiểu quá nhiều. Giáo sư chỉ ra rằng khi các triệu chứng của ung thư tuyến tụy xuất hiện, gần 80% trong số đó không thể phẫu thuật được. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đau lưng, chán ăn, vàng da, nước tiểu màu nâu, sốt, thì nên nội soi dạ dày nếu không có bất thường. Nếu nghi ngờ có bất thường ở tuyến tụy hoặc đường mật, và bạn cần đến cơ sở y tế để kiểm tra thêm. Vậy tại sao ung thư tuyến tụy xảy ra? Nhóm có nguy cơ cao là ai? Một bác sĩ cho biết, các món tráng miệng trong chế độ ăn hiện đại không chỉ đa dạng mà còn chứa hàm lượng đường cao hơn. Cho nên những người thích đồ ngọt dễ mắc bệnh viêm tụy mãn tính. Ông cũng chỉ ra rằng, nếu có nhiều dấu hiệu sau, bạn có thể tiềm ẩn các vấn đề về rối loạn chức năng tuyến tụy. Thắt lưng trái hoặc thắt lưng thỉnh thoảng đau. Sau khi ăn một bữa ăn nhiều dầu mỡ, bạn sẽ cảm thấy đau ở vùng bụng bên trái và xương bả vai trái. Tiêu chảy thường xuyên,
cơ thể thường xuyên cảm thấy kiệt sức, cảm thấy buồn ngủ, ngay cả sau khi ngủ một thời gian dài. Viêm da cơ địa tiếp tục tái phát ở tuổi trưởng thành. Các triệu chứng hạ đường huyết như đổ mồ hôi lạnh, chóng mặt, khó chịu thường xảy ra sau bữa ăn. Vậy thì nhóm người nào có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến tụy? Xin thưa, ngoài yếu tố di truyền, thói quen sinh hoạt không tốt như hút thuốc, uống rượu, thức quá khuya sẽ làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy và nguy cơ ung thư nội tạng. Bên cạnh đó, những đối tượng sau cũng có nguy cơ cao, đó là người có chế độ ăn uống không cân bằng, người béo phì, bệnh nhân viêm tụy mãn tính và bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường lâu dài và có chế độ ăn uống kém. Vậy rốt cuộc, ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối có thể chữa khỏi được không? Xin thưa, theo nghiên cứu năm 2015, khoảng 53% bệnh nhân mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn 4 khi họ được chẩn đoán lần đầu. Đối với ung thư tuyến tụy giai đoạn này, trọng tâm của điều trị y tế không phải là chữa khỏi, mà là kéo dài cuộc sống và kiểm soát mức độ nghiêm trọng của cơn đau. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với ung thư tuyến tụy giai đoạn 4 chỉ là khoảng 1%. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sống của bệnh nhân, nên thời gian sống còn lại dự kiến của mỗi bệnh nhân sẽ khác nhau. Đối với bệnh nhân ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, các triệu chứng thường gặp bao gồm đau bụng trên, đau lan xuống lưng, trầm cảm, mệt mỏi, vàng da, chán ăn, được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường lần đầu tiên và sụt cân nhiều. Vậy làm thế nào để ngăn ngừa ung thư tuyến tụy? Xin thưa, theo nghiên cứu, việc bổ sung axit folic có thể giúp giảm 69.9% nguy cơ ung thư tuyến tụy. Trong nghiên cứu, nhóm tiêu thụ nhiều vitamin B6 và axit folic nhất sẽ giảm 76% nguy cơ ung thư tuyến tụy. Lượng axit folic khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là 400 microgram và lượng vitamin B6 được khuyến nghị hàng ngày là 1,5mg. Axit folic và vitamin B6 đều vào thực phẩm tự nhiên nếu thiếu. Các thực phẩm giàu axit folic bao gồm đậu nành, đậu tằm, đậu nành, nấm hương, nấm mai tết, rau muống, măng tây, trứng, gan lợn. Còn các thực phẩm giàu vitamin B6 bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, đậu, chuối, bơ, rau chân vịt hay cải bó xôi, khoai tây, các sản phẩm từ sữa, thịt đỏ, gan, cá. Bên cạnh đó, sữa chua, quả anh đào, nho, tỏi, súp lơ xanh cũng rất tốt cho tuyến tụy. Đó chính là các loại thực phẩm giúp bạn ngừa ung thư tuyến tụy. Những ai đã bị bệnh tiểu đường cũng nên biết bệnh tiểu đường cũng là tiền thân của ung thư tuyến tụy. Nói một cách đơn giản, lượng đường trong máu cao có thể gây ung thư tuyến tụy, và ung thư tuyến tụy cũng có thể gây ra lượng đường trong máu cao. Vì vậy, lượng đường trong máu và tuyến tụy có mối quan hệ nhân quả. Tất cả các tình trạng viêm nhiễm lâu ngày trong cơ thể cũng sẽ ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh ung thư. Người ta chỉ ra rằng nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tụy ở bệnh nhân tiểu đường cao gấp 2 đến 3 lần so với người bình thường. Bệnh tiểu đường có nhiều khả năng xảy ra ở những người trên 50 tuổi và những người béo phì. Và những nhóm này trùng lập với những người có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Vì vậy, nếu bạn đột nhiên mắc bệnh tiểu đường sau tuổi 50 và không có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường, thì bạn nên hết sức cẩn thận vì có thể tuyến tụy của bạn có vấn đề. Ngoài ra, nếu bạn là bệnh nhân tiểu đường mà sụt cân liên tục, thì nguyên nhân có thể là do khối u tuyến tụy. Ung thư tuyến tụy thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, nhưng bệnh tiến triển nhanh và khó điều trị, cho nên nó được mệnh danh là vua của các bệnh ung thư. Chúng ta thường nghĩ vàng da là do đi ngủ muộn và gan không tốt.
Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết thêm, gan, túi mật và tuyến tụy của chúng ta có sự hợp nhất. Nếu bạn bị vàng da và cảm thấy đau bụng, thì phần lớn là do viêm túi mật. Tuy nhiên, chúng ta nên chú ý đến tình trạng vàng da không đau mà không có triệu chứng khó chịu. Đồng thời, nên cẩn thận hơn vì có thể tuyến tụy có vấn đề. Vậy thì những xét nghiệm nào có thể phát hiện sớm các vấn đề về tuyến tụy? Xin thưa, đó là siêu âm bụng sẽ độ chính xác là tương đối thấp. Chụp cắt lớp và chụp cộng hưởng từ, độ chính xác cũng không tốt lắm. Siêu âm nội soi là một dụng cụ mới hơn, tương tự như nội soi dạ dày. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phương pháp kiểm tra này chính xác hơn chụp cắt lớp và chụp cộng hưởng từ đối với các khối u tụy nhỏ khoảng 1-2 cm. Và cách phòng ngừa tốt nhất chính là thay đổi thói quen sinh hoạt xấu. Chỉ cần chúng ta có tâm lý luôn ổn định, tích cực và thực hiện các biện pháp sau: không ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo, giàu đạm hoặc nhiều đường trong thời gian dài. Hãy ăn nhiều trái cây và rau quả tươi. Đồng thời, chú ý duy trì lượng ngũ cốc nguyên hạt như ngũ cốc, đậu, khoai lang trong chế độ ăn hàng ngày. Tập ăn uống điều độ, chỉ ăn no 70%, ăn tối thanh đạm, bỏ hút thuốc và uống rượu. Bạn nên tích cực phòng ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến ung thư tuyến tụy như viêm tụy mãn tính, viêm túi mật, sỏi túi mật, tiểu đường và khuyến khích khám sức khỏe định kỳ. Cuối cùng là tăng cường vận động thể chất, nâng cao thể lực, tránh thừa cân béo phì và duy trì tâm trạng tốt. Không cần phải nói, lợi ích của việc tập thể dục, đặc biệt đối với bệnh nhân tiểu đường và tuyến tụy. Các bài tập phổ biến bao gồm đi bộ, chạy bộ, bơi lội, đạp xe, chơi bóng, khiêu vũ, thái cực quyền sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh và đầy năng lượng. Ngoài ung thư tuyến tụy thì các loại ung thư khác cũng đáng sợ không kém. Cho nên các bác sĩ nhắc nhở rằng nếu người trung niên và người cao tuổi có 6 triệu chứng này thì có thể mắc bệnh ung thư. Hãy nên đi khám càng sớm càng tốt. Các loại thực phẩm tốt cho tuyến tụy: súp lơ xanh rất giàu chất xơ và vitamin tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn nên ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc, nấu canh, vì những món dầu mỡ sẽ gây khó tiêu và khiến tuyến tụy hoạt động nhiều hơn. Vậy thì bấm huyệt nào sẽ tốt cho tuyến tụy? Xin thưa, đó là huyệt địa cơ. Huyệt này nằm ở dưới đầu gối 5 tấc, sát bờ sau trong xương chày, và dưới huyệt âm lăng tuyền 3 tấc. Trong y học cổ truyền, huyệt địa cơ có tác dụng đến tạng tỳ và tuyến tụy, nên việc bấm huyệt thường xuyên sẽ có tác dụng tốt đến tụy, giúp phục hồi chức năng của tuyến tụy trong sản sinh insulin cho người bệnh tiểu đường và phòng ngừa ung thư tuyến tụy. Ngoài ra, huyệt địa cơ còn được sử dụng để giúp bạn nhận biết có bị bệnh tiểu đường hay không. Bằng cách day ấn vào huyệt địa cơ, nếu thấy đau nhói khủng khiếp, thậm chí là không chịu đựng nổi, thì rất có thể bạn đang bị đái tháo đường. Mức độ đau từ thấp đến cao cũng là cách để bạn biết bệnh của mình đang ở mức độ nào. Xin kể cho bạn nghe một câu chuyện tâm sự rất cảm động. Chồng tôi đã phải ra đi vì căn bệnh ung thư. Tôi cũng đã vật vã, cũng rơi vào trạng thái trầm cảm, cũng không muốn sống, cũng đớn đau trong những ngày Tết vừa qua. Những ngày tôi được sống bên chồng, có một người thương yêu chia sẻ với mình là những ngày ta hạnh phúc nhất. Giờ đây tôi chỉ có một mình, và những đứa con chỉ còn có một mình tôi để bấu víu. Tôi đang phải làm việc gấp đôi để nuôi hai đứa con nhỏ dại. Ngày xưa anh là trụ cột kinh tế cho cả gia đình. Giờ đây tôi vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ. Anh ra đi trong lúc bao ước mơ, dự định của gia đình chưa trọn vẹn. Tôi quyết tâm đưa anh và con cái chuyển gia đình từ Sài Gòn về Đà Nẵng để cho anh có những tháng ngày cuối
bên mẹ của anh và người thân. Tôi bỏ cái việc làm trong đó cùng việc học của các con gian dở để bắt đầu cuộc sống mới. Hơn một năm rưỡi đưa nhau đi vào các bệnh viện, bao nhiêu phác đồ điều trị áp dụng rồi mà cũng không giữ được anh. Một con người hiền như thế, thương vợ, yêu con như thế mà chẳng được ở với mình. Giá mà ông trời bắt tôi chết thay anh, giá mà anh đau các bệnh mà tôi có thể lấy từ thân mình thay cho anh, tôi đã bao lần dằn vặt như thế đấy. Tôi nhớ đến câu chuyện của một cô bạn thời sinh viên đã kể. Có một cô gái hỏi mẹ mình: "Mẹ ơi, cuộc đời sao có những lúc đau khổ đến vậy?" Mẹ cô trả lời: "Có như thế ta mới hiểu được rằng ta đã có những ngày hạnh phúc. Chính những lúc như thế này tôi mới biết được rằng tôi đã rất hạnh phúc, đã có được anh ấy bên cuộc đời trong thời gian như vậy đó. Anh chính là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng tôi. Dù thời gian anh đi bên tôi không được nhiều như mong ước, và bây giờ hai đứa con chính là hai thiên thần bé nhỏ. Cái dáng ngồi của đứa con trai, cái cách nói chuyện của con gái, tất cả mang hình bóng của anh. Nhưng nếu tôi buồn, hẳn rằng anh cũng vô cùng day dứt vì phải đành bỏ vợ con vô cùng yêu quý của mình. Tôi nghĩ nên để cho anh thanh thản bằng cách không được khóc nhiều. Các sư thầy trên chùa đã răn tôi vậy, thế là tôi đành nén lòng cho nước mắt chảy ngược vào trong. Má của anh đã hơn 83 tuổi rồi, và cụ cũng cần có một chỗ dựa tinh thần lớn lao. Không ai khác, chính tôi phải làm được những điều mà anh chưa kịp làm được cho mẹ của mình. Chính tôi sẽ phải nuôi các con khôn lớn và trưởng thành. Rất nhiều người đang trông đợi ở tôi, nên tôi càng phải mạnh mẽ hơn. May mắn thay, bạn bè và người thân luôn có mặt. Họ bắt tôi đi làm, dẫn đi các thuốc đông y để uống, trò chuyện, chia sẻ và động viên tinh thần tôi. Tôi lao vào công việc như một con điên, và giờ đây tôi đã định thần lại. Thực ra cho đến lúc này, tôi vẫn tin anh luôn ở bên tôi. Trong những đêm gió mưa đi dậy từ trung tâm về, tôi tin anh vẫn luôn đi theo che chở cho tôi. Tôi kể cho con nghe những câu chuyện về ba chúng, và ba mẹ con tôi luôn nghĩ là ba đang ở bên mình. Nếu ta không thay đổi được số phận thì ta đành phải chấp nhận và thích nghi với nó. Mong rằng những người ta yêu thương được thanh thản và không còn phải chịu những cơn đau dày dò. Mong rằng những người cùng cảnh ngộ hãy vững vàng làm nốt những công việc mà người ta yêu thương còn dang dở. Sau mất mát này, tôi thấy cuộc đời ngắn ngủi lắm, nên chúng ta cố gắng sống nhân hậu hơn. Nếu có thể làm được những gì tốt cho mọi người thì hãy cố gắng làm. Trong cuộc đời này vẫn còn nhiều người khổ tôi nhiều. Tôi đã đến gặp bác sĩ điều trị tâm lý để hỏi trước đây ông kê đơn thuốc gì mà khi uống nó đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày khủng khiếp như thế. Lúc ấy tôi đã không ăn không ngủ, luôn nói nhảm và chán sống. Mãi vừa rồi ông mới tiết lộ rằng chẳng có thứ thuốc gì đâu. Chính là việc ông ngồi im nghe tôi tâm sự. Vậy thì cuối cùng chính ta mới là người quyết định khỏi bệnh nhanh hay chậm. Vậy nếu ai đang gặp phải nghịch cảnh như tôi, hãy cứ trải lòng mình ra, buông xả hết đi và tiếp tục sứ mệnh của mình với cuộc sống này. Sự thật là cuộc sống này luôn có ngày và đêm, hạnh phúc và khổ đau, sự sống và cái chết. Có khổ cực mới tạo nên cuộc sống, có mệt mỏi mới tạo nên thành công. Thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nại mới là tôi luyện. Bao dung chính là trí tuệ và tỉnh lại là tu tâm. Nhưng đa số chúng ta luôn coi nghịch cảnh dưới góc nhìn tiêu cực. Thay vì chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình thì chúng ta đổ lỗi cho người khác về những khó khăn mình gặp phải. Có câu nói rất hay: cá lội ngược dòng cá mới sống, người vượt nghịch cảnh mới trưởng thành hơn. Trưởng thành là khi ta nhận ra rằng cuộc đời vốn dĩ chẳng dễ dàng. Trưởng thành là trân trọng những gì mình đang có. Con người ta phải đau đầu với sự ồn ào,
để học cách cảm ơn những khoảng lặng bình dị đời thường. Phải học cách chịu đựng những nỗi buồn, sự khổ đau để biết được giá trị của hạnh phúc. Cuộc đời cứ thể thử thách ta với muôn vàn nghịch cảnh dở khóc dở cười để ta nhận ra trong tuyệt vọng vẫn luôn nảy mầm hy vọng. Và chỉ cho đến khi chúng ta đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng thì ta mới thực sự biết trân trọng sự tồn tại của nó. Đời cho phép chúng ta gặp rất nhiều người với nhiều mục đích khác nhau. Sẽ có những người đến để thử sức chúng ta, một vài người khác lại tìm mọi cách để lợi dụng. Ta cũng sẽ gặp những người khiến ta yêu thương, gắn bó cả đời. Và một vài người đi qua sẽ để lại cho ta những bài học quý giá. Cho dù họ đến với mục đích là gì đi chăng nữa, hãy luôn biết cảm ơn. Vì nhờ họ mà cuộc sống chúng ta trở nên thú vị hơn rất nhiều. Chỉ cần chúng ta nhận ra bản chất vô thường của cuộc sống này, biết trân trọng phút giây hiện tại, biết tận hưởng những gì đang có, thì chúng ta sẽ luôn bình an tự tại. Chúc quý vị và gia đình luôn sống lâu sống khỏe cùng con cháu. Cảm ơn đã dành thời gian quý báu và ủng hộ Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.